Bác nào đang tìm một combo âm ly và đầu CD để chơi với những cặp loa mình đang có sẵn ở nhà thì hôm nay em giới thiệu đến với quý vị bạn một combo đến từ thương hiệu Acouphay Đó là chiếc đầu Acouphay DP67 và âm ly Acouphay E406 Bộ đôi sản phẩm này thì chúng ta có thể nhìn thấy thoạt qua hình thức đúng không ạ Rất là ăn ý và ăn khớp với nhau Lại đồng nhất thương hiệu của Acouphay Và Uh, combo này thì sao? Có thể phối ghép được với những loa gì? Uh, nếu như chúng ta đang có những dòng uh, loa của Tannoy, của BMW, của JBL uh, mà cần công suất uh, tầm khoảng âm ly trên 300W thì đây sẽ là một lựa chọn tối ưu cho chúng ta. Ngoài ra thì còn có thể phối ghép được với Focal, uh, phối ghép được với uh, uh, DIN Audio, phối ghép được với uh, uh, rất rất nhiều các dòng loa nữa. Akufei thì nổi tiếng chứ danh của Nhật Bản rồi, phối ghép được hầu hết mọi loại loa trên thị trường đó và combo này thì có mức giá ra sao à, chiếc đầu CD thì có mức giá là 58 triệu đồng và âm ly thì có mức giá là 64 triệu đồng à, thực sự là rất là phù hợp với nhau như vậy là nhìn 100 triệu chúng ta đã có một combo xịn sò của A rồi đúng không ạ đó à, đầu thì rất đẹp tất cả đều là hàng tuyển chọn từ siêu thị nhật về đó, bên em thì chuyên bán những hàng uh, tuyển chọn rất đẹp để giao lưu với mọi người. Mặc dù là cũng có những sản phẩm xấu với mức giá thấp hơn nhưng bên em thì luôn lựa chọn những sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất để phục vụ mọi người. Đó, và bộ đôi sản phẩm này thì đều có điều khiển zin, phụ kiện zin theo máy về để chúng ta chơi và trải nghiệm. Đó. Rồi, uh, chúng ta cùng tiến uh, uh, lại gần một chút để xem nhá. Chiếc đầu CD của chúng ta đó là Accuphase DP67. đã cả hai được thiết kế rất là đẹp và ăn khớp với nhau. Chiếc đầu này thì à, à, đập đĩa rất là nhanh, không hề kén đĩa luôn. Đó, và âm ly thì công suất rất là lớn. trăm à, 300 3 à, 107W trên một kênh. Thế tức là 340W trên hai kênh. Đó, rất là là khủng đúng không ạ? Với mức công suất vậy thì chúng ta có thể phối ghép được với hầu hết mọi loại loa trên thị trường. Đó, mặt vàng chanh âm ly và đầu CD đều sử dụng mặt vàng chanh, đó rất là đẹp. Chúng ta cùng xem hình thức nhá. anh chị em quý vị các bạn nào có nhu cầu thì rất mong được mọi người giao lưu và được mọi người ủng hộ em bà Hùng hãy liên hệ với em để có mức giá tốt nhất tốt nhất tốt nhất thưa quý vị các bạn đó bên em thì luôn có tiêu chí là hàng chuẩn giá tốt hàng đẹp giá tốt đó. đẹp không ạ nét không ạ tất cả đều được uh, em bá Hùng tuyển chọn sẵn từ bên nhật nha về chúng ta chỉ việc chơi thôi hàng thì đều là hàng thừa luôn nên này anh em chơi hoàn toàn là yên tâm bên em thì nổi tiếng với uh, siêu tầm hàng từ nhật rồi đó đằng trước tới sau đằng sau tới trước từ trên xuống dưới từ dưới lên trên thì trong ra ngoài đều rất là đẹp mọi chi tiết đều rất là đẹp luôn đó quý vị bạn thấy ok không ạ đó đó Nói chung là mọi thứ đều rất là đẹp và hoàn hảo ăn khớp với nhau giữa bộ đôi sản phẩm này Thật là tuyệt vời Quý vị bạn nào có nhu cầu thì em Bà Hồng sẽ sẵn sàng phục vụ quý bạn Rất mong được giao lưu và được mọi người ủng hộ Hãy liên hệ trực tiếp với Bà Hồng qua số điện thoại 0978 263, 263 263 để ép giá Ép giá, ép, ép 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 giá luôn Đó. Tất cả đều rất đẹp Quay trực tiếp tại shop Bà Hồng Audio Đó. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cấu hình à, âm ly và đầu CD Accuphase à, DP67 kèm thêm âm ly Acufay E406 lên sóng giao lưu với mọi người mức giá siêu tốt. Nếu như anh em nào liên hệ trực tiếp, xin cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều.